Hello, xin chào tất cả anh em bà con nha. Em về ba con hàng Nhật máy đẹp, con Maro 860 tay thuận không hầu, lỗ chắc tầm 60 á. Bỏ sát trong đi, nhỏ bỏ sát trong đi, nó nhỏ quá bỏ sát trong đi, lát dễ đưa vô. Với một con Tuda Max 860 luôn, tinh thắng đầy đủ nha, có hầu. Con này 860 là có hầu rồi nha, lỗ tầm 50-52 vậy đó. Tuda Max với một con máy chinh quịch lớn bự nha, đang về sau nha, về đây em up clip sau nha. Anh em cần con nào thì chốt. Lỗ 63 nha anh em. Lỗ 63. Bỏ sát ra luôn đi, để lát con bự kia bỏ ngoài. Đều hoàn công nha anh em. Trung tâm 860 vô bằng 2.9, mâm cặp 2.3, vô bằng trung tâm 860 bằng còn đẹp. Rồi rồi, cho hỏi tí rồi. Rồi, con kia bỏ được đó. Con kia bỏ được. Này Tura Max lỗ 52, con 810 có hầu. Băng bồng thì khỏi che nha, thành công anh em rất là nhanh. 810 con nào băng bồng cũng đẹp, con nào cũng có chiến thắng hết đó. Hầu rồi. Qua hầu 700. Qua băng 500. Qua dao 300. Vòng này quá tuyệt vời nha anh em. Này chỉ có bị mẹ cái này xíu thôi. Cái này em sẽ làm lại, không thành vấn đề. Tura Max. Thôi, giá em sẽ để cho anh nha. Anh em cần gì có gì alo anh nha. Thôi, em sẽ giao xin chào tạm biệt.